Cô Lâm ơi, xin chào cô chú. Nay là ngày 7 tháng 1 2018. Và ngày hôm nay thì con xin với cô chú con giới thiệu một lô dạ hạt di lên trắng, hàng giao hạt nha cô chú. Hôm trước thì con đã về một lô rồi, nay thì con sẽ về cái lô hàng mới, dạ hạt di lên trắng giao hạt. Con sẽ bảo hành mặt hoa cho các cô chú. Đây là một trong những mặt hoa của nó nè, dây hạt di lên trắng gieo hạt. Và đây cũng sẽ giới thiệu một số hình cây của nó. Đây là mã số 1 của chú, giờ này có hai thân, là giá của giò mã số 1 thì là 2,5 triệu. Còn rất là mập luôn, 2.500.000. Mà đây nó dính gì nè, thân nó đen kịch luôn nha cô chú, 2.500.000. Giờ mã số 1 con công là dài được 35 và con công là dài được 30 cm. Mã số 1 2.500.000. Và đây là mã số 2, công này có giá là 1.200.000 cô chú. Thì đã tuột lá rồi, thắt ngọn và tuột lá nha chú, cây nào nó cũng thắt ngọn hết rồi. 1.200.000 cho mã số 2. Cọc này nó dài được khoảng cỡ 36 cm chú, mã số 2 1.200.000. Một cái bảng vớn rất là to, con cắt nhỏ để cô chú dễ mua, dễ sưu tầm. Và mã số 3, giá của nó là 1.200.000 luôn cô chú. Cây đã thắt ngọn rồi. Dạ hạt di lên trắng, hàng vô hạt, cây thắt ngọn rồi. 1.200.000. Mã số 3. Cọng này nó dài được khoảng 32 cm. Mã số 3 có giá là 1.200.000. Đây là mã số 4, cọng rất mập luôn nè, giá của nó là 1.200.000 luôn cô chú. Mã số 4, cọng này nó dài được khoảng cỡ 30 cm, cây đã thắt ngọn rồi. Mã số 4 giá là 1.200.000. Tiếp theo đây là mã số 5, cọng này có giá là 1.200.000 luôn. Mã số 5, cọng này dài được khoảng cỡ 27 cm. Giờ mã số 5 có giá tiền là 1.200.000. Và cọng mã số 6 này có giá là 1.000.000 cô chú. Cọng rất là đẹp luôn nè. Mã số 6 có giá là 1.000.000. Giờ mã số 6 1.000.000. Cọng này dài được khoảng cỡ 25 cm. 1.000.000 nè, giờ mã số 6. Giờ mã số 7 giá là 1.000.000 luôn cô chú. Dài được khoảng cỡ 24-25 cm. Con này nó mới bị xước cái rễ ra miếng nè, nó còn một cái rễ đang dính luôn đây nè. Mã số 7 giá là 1.000.000 nha cô chú. Cọng rất là đẹp luôn, 1.000.000 giờ mã số 7. Giờ mã số 8,
thân rất là nụ rồi, rất là đẹp. Và giờ số 8 này có giá là 1 triệu luôn. Cây rất là đẹp, cọng này dài được khoảng cỡ 16 cm, có giá là 1 triệu. Giờ mã số 8. Đây là con cắt trong cái bản vớ nhỏ đây cho các cô chú dễ sưu tầm. Nó cắt ra nè, phải nằm trong bản rất là to. Giờ mã số 8. 1 triệu. Mã số 9. Giá của nó là 1 triệu 1 cô chú. Giờ được khoảng có 28 cm. 1 triệu 100 nghìn. Giờ mã số 9. Đây giờ mã số 10. Con này nó dài được khoảng 24-25 cm của chú. Giá của nó là 1 triệu 1. Giờ mã số 10. Và giờ mã số 11 này có giá là 1 triệu của chú. Giờ khoảng hơn 20 cm nè. Mã số 11 có giá là 1 triệu. Mã số 12 này giá của nó là 1 triệu 200 nghìn của chú. Thân rất là mập, còn dài được khoảng cỡ 25 cm, có giá tiền là 1 triệu 200 nghìn. Và đây là giờ mã số 12, 1 triệu 200 nghìn. Đây là giờ mã số 13, giá tiền của nó là 900 của chú. Mã số 13, 900 nghìn. Đây đèn một cái thân già này nè, chưa hoa của chú, giờ có thể kích lên. Mã số 13, 900. Còn bây giờ được khoảng có 12 cm, 900 nghìn. Mã số 13. Đây là giờ mã số 14, giá tiền là 900 của chú. Còn bây giờ được khoảng có 15 cm, 900 nghìn. Cây đều đang thắt ngọn rồi nè cô chú. Giờ mã số 14, 900 nghìn. Giờ mã số 15, giá tiền là 900. Còn bây giờ được khoảng có 20 cm. Mã số 15, 900 nghìn. Số 16 của chú, thì có giá là 1 triệu. Mã số 16 có giá là 1 triệu nha. Dài được khoảng cỡ hơn 15 cm. Tại thân này nó không thẳng lắm, đều thắt ngọn rồi, tuột lá rồi, đang tuột lá. Có giá là 1 triệu. Giờ mã số 16. Mã số 17, giờ này là kỳ nè cô chú. Giá của nó là 800. Đây là hàng kia nè, 800 nghìn. Giờ mã số 17. Giờ mã số 19 của chú, giá tiền của nó là 700. Cộng này nó dài được khoảng cỡ 15 cm, 700 nghìn. Giờ mã số 19. Đây là mã số 18 nha cô chú. Từ 17 cũng quên, 18, 19 luôn. Đây là mã 18 nè. Giá của giờ mã số 18 là 700 luôn. Này là dài được khoảng 13 cm, 12-13 cm, 700 nghìn. Giờ mã số 18. Giờ mã số 20 này có giá tiền là 700 luôn. Giờ mã số 20. Cộng này là dài được khoảng có 10 cm, 700 nghìn. Mã số 20. Mã số 21 đang có hai thân, nhờ một thân già nè, giá của nó là 1 triệu 4 của chú. Mã số 21, hai mình là dài được khoảng có 10 cm trở lên, đều thắt ngọn nè, cộng rất là mập luôn. 1 triệu 400 nghìn. Giờ mã số 21, hai thân. Đây là mã số cuối cùng, mã số 22, có giá là 1 triệu 200 nghìn.
hôm nay nó bị cắt rồi. $1.200.000 giờ mã số cuối cùng là số 22, còn bây giờ trong khoảng có 20 xăng. Mã số 22 $1.200.000 và số điện thoại của con là 0908 846 844, địa chỉ vườn nào có phường 4 Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Cô là một xin chào cô chú.